Vừa mang như Huỳnh mến chào quý khách. Khách thân mến ơi, thì hôm nay em quay cho cả nhà mình xem mặt hoa của mây dạ Hữu Đức. Dạ Hữu Đức thì mặt hoa là từ 8 đến 12 cánh nha cả nhà, và hoa là hoa chùm. Thì em có một cái lô mini. Lô mini này em ghép cũng khá già mùa luôn, và nó đang ôm đúc nụ rất là nhiều cả nhà. Chi chít nụ nè, cao thì khoảng cỡ 2 gang tay em khoảng cỡ 2 gang tay em ha. Rồi bên đây có mấy cái cây như thế này nè cả nhà. Thì em thấy là đa số nó đang ôm đúc nụ hết rồi. Cái lô này thì em không có nhiều nha cả nhà, nhưng mà hôm nay là em sale nè. Em sale cái mẫu này là chỉ có 70 ngàn một cây thôi. Cây nè cả nhà, thấy cái thân giữa của nó nè ha. Rồi nó ôm nút nụ, nói chung này chơi mini được. Chúng ta lãi lá ra thì nó nở hoa, và hoa nó cũng rất là đẹp nha. 82 cánh. Do là quá nhiều việc và quá nhiều cái loại mai nên thành ra em hôm trước em để trong mát á cả nhà. Rồi cái còn nó mấy chục cây gì em để trong mát, cái nó rụng một ít lá nè. Đó, cây này thì nó rụng một ít lá nè, nên là em muốn sale cho hết cái chỗ khu vực này nè. Đó, chỉ có 70 ngàn một cây ha. Thì cái loại này hôm trước là em bán 100 ngàn cây nha mọi người. Đây, cái nút nụ của nó cũng khá nhiều nha. Cái này về chúng ta trồng lại, hoặc là chúng ta mình lãi mình chơi Tết cũng rất là ok nha cả nhà. Chỉ có 70 ngàn một cây thôi. Và 4 cây em bao ship ha, 10 cây thì em tặng mọi người một cây. Loại này ghép cũng được mùa mấy hai mùa nha cả nhà. Mấy hai mùa. Đây, thì cái gốc của nó là cỡ ngón út em trở lên nè. Đa số là cỡ ngón út em nè ha. Đó cả nhà. Cây thì nút nụ hết trơn rồi. Do em không có chú ý tới nó nhiều quá, cái nó bị rụng lá một ít á mọi người. Đó, nhưng mà bây giờ thì em tưới dưỡng rễ rồi. Em có xịt thuốc tưới dưỡng rễ cho nó rồi ha. Cây thì bây giờ cũng khá là ok rồi. Đó. Mọi người thích cái lô này thì alo cho em ha. Thủ Đức, dạ Hữu Đức. Rồi bên đây nè cả nhà. Bên đây thì em có cái loại này. Loại này thì em hỏi mấy trài là em bán 120 nè. Hôm nay em sale là 100 ngàn một cây. Thì cái loại này á là cũng không còn nhiều, cũng còn vài chục cây à. Em muốn sale để tại vì cũng chật vườn quá cả nhà. Đó. Nó có hoa nụ rất là nhiều nè cả nhà. Thì loại này cũng không còn nhiều nha cả nhà, nên chỉ có 100 ngàn một cây. Và mình trồng đất vẫn rất là ok luôn. Hoặc là mình lãi mình chơi Tết cũng nhiều hoa nha cả nhà. Đó. Chỉ có cái loại này thì cứng cáp lắm. Cành chia cành nhánh và cái cốt với lại cái cây á, nó xum xê cành nhánh hơn ha. Đây là mọi người thấy không? Nút nụ quá chừng nè. Đó. Đây bên đây nữa cả nhà. Bên đây em sale cho hết cái góc vườn này luôn. Là chỉ có 100 ngàn một cây như thế này ha. Cây này giờ cũng cao khoảng cỡ 36 cm cả nhà, 35-36 cm ha. Và em thấy là cả nhà mình có thể trồng lại với cái lô này nè. 10 cây thì em tặng một cây, còn nếu như mà cả nhà mình lấy 4 cây thì em bao ship ha. Đây cả nhà, em sẽ hỗ trợ. Còn dưới 4 cây thì cả nhà mình hỗ trợ tiền ship giúp em. Này, chỉ có 100 ngàn cây nha. Đó, nút nụ cũng khá nhiều mọi người ha. Rồi, tới một loại nữa cả nhà. Một loại nữa thì cái lá nó không đẹp nhưng mà nụ nó khá nhiều nè. Đây, cái này em cũng để ở trong mát á, mấy bữa để trong mát bỏ quên đó cả nhà. Nó cũng có rụng ít lá nè, lá nó không đẹp. Bây giờ nó nuôi nụ nên cái vàng lá nó không có đẹp cả nhà. Thì cái này em cũng sale luôn. Em sale là 100 ngàn một cây luôn cả nhà. 100 ngàn cây. 4 cây thì cả nhà em sẽ bao phí cho cả nhà mình ha. Đó. Rồi. Bên này em có giảo nhung luôn. Giảo nhung thì loại này là 90 ngàn một cây. Em thấy nó cũng có nút nụ rồi đó. Cái này về chúng ta lấy bo được ha. Mà chúng ta trồng đất cũng rất là ok luôn. 90 ngàn một cây thôi cả nhà. Giảo nhung bông to nha. Đây cả nhà ha. 4 cây em bao ship và 10 cây em tặng mọi người một cây nha. Thì mình về mình lấy bo được, cũng có được một vài bông chơi Tết nha cả nhà. 90 ngàn một cây. Đây cả nhà ha. Đây nha mọi người, đế nè. Rồi, em loại này 90 ha. Xong rồi tới một loại nữa. À, mai sắn nè mọi người.
Mai sắn thì cái lô sắn này rất là đẹp luôn nè. Quấn rễ bí nè, quấn rễ đủ kiểu. Và cái đặc biệt nổi trội của cái lô sắn này á là em ghép cái gốc nó ngắn nè, và cái thân giữa trụ của nó khá là cao luôn ha. À, khá cao và thân giữa rất là chắc chắn, cũng có ôm nút nụ rồi, nó cũng ra được vài nhánh sắn nè. Thì bây giờ nó còn mấy cây nó hấp thấp đó, và nó như thế này đây cả nhà, tua tủa nhóc luôn nè ha. Này khi ship thì em bỏ chậu nha, về cả nhà mình chuẩn bị chậu cho em nha. Thì loại này bây giờ Quỳnh cũng không còn nhiều cả nhà. Qua cái đế nè, cái loại này thì giờ em cũng không còn nhiều, và coi như là cái loại sắn mà nó thân giữa mà thân trụ của nó được bự như thế này nè. Đó, thân giữa trụ như thế này nè cả nhà. Thì nó cũng ít có ha. Thì em ghép nó ngắn ngắn không à. Đó, cả nhà hết cái loại này thì alo em. Và loại này thì nếu cả nhà mình lấy 10 cây em tặng 1 cây ha. Là một cặp á, là 450 thì em bao ship ha. Cái này còn chắc cũng khoảng hai mấy 30 cây hả cả nhà. Hai mấy cây à, không có nhiều ha. Đó. Là đế bí, đế nôm. Này cả nhà. Rồi ha. Thì còn khoảng bao nhiêu đây? Em sale. Đây cả nhà. Cả nhà mình thích thì nhanh tay ha. Bữa nay chiều nay Quỳnh ngày nay thì Quỳnh quay cái những cái cây hàng sale cho cả nhà mình ha. Đó. 450 một cặp ha. Và 10 cây thì em tặng cả nhà mình một cây. Rồi. Cây này cao bao nhiêu? Cao 2 gang tay Quỳnh, nhưng mà nó đặc biệt là thân trụ á, thân trụ rất là sắn. Và thân gốc ghép nó ngắn ngủn à, nó có 2 đống tay em thôi. Ha cả nhà. Đây nè, cả nhà thấy nó cuồn cuộn luôn ha. Đó. Rồi. Có mấy loại mà Quỳnh muốn sale giảm giá. Thì cả nhà mình thích thì alo em ha. Với một cái loại nữa là thọ hương 70.000 cả nhà. Rồi cả nhà thích bên loại nào thì alo cho em ha. Em mến chào và hẹn gặp lại cả nhà mình video sau. Rất là cảm ơn khách hàng đã ủng hộ cũng như là đăng ký kênh cho Huỳnh thời gian qua. Em mến chào và hẹn gặp lại. À đây cả nhà, đây cái bông giảm nhung nè. Cái này thì nó sắp tàn rồi cả nhà. Nó tàn rồi. Đây em có cây bự nè. Giảm nhung nè mọi người. Chúng ta mua giảm nhung về chúng ta trồng á. Giảm nhung rất là đẹp luôn nha. Ủa cái vàng nút hết biết luôn nè cả nhà. Rồi em mến chào và hẹn gặp lại cả nhà mình video sau nha. Đó, giảm nhung ha mọi người ha. Rất là đẹp luôn. Nhị á, nó rất là thơm nha cả nhà. Thơm cực kỳ luôn. Em mến chào và hẹn gặp lại cả nhà mình video sau.